Dạ, yeah. trân trọng kính chào quý tôi con Chúa, trân trọng kính chào Thánh. Chúng ta một lần nữa trở lại với nhau qua lời của Chúa ở đây. Chúng ta trong hành trình xuyên suốt kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong Lê Vi Ký đoạn 25. À, Lê Vi Ký có vẻ là một sách rất nặng về về những thực tế ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày, phải không quý vị? Nó rất liên quan đến cái nếp sống tin kính của mình hàng ngày và phải nói rằng là đọc sách Lê Vi Ký đó là một đặc ân rất lớn cho chúng ta để chúng ta liên hệ từ cử ước tân ước và thấy những cái của lễ rất là đặc biệt mà chúng ta à, gặp hàng ngày ở trong trong sách Lê Vi Ký này. À, cảm ơn Chúa à, 25 ngày qua à, chúng ta đã 24 ngày qua chúng ta đã À, tìm hiểu khá nhiều khía cạnh ở trong sách Lê Vi ký này hôm nay chúng ta bước qua đoạn thứ 25 cũng có nghĩa rằng ngày thứ 25 chúng ta dành cho à, sách à, Lê Vi ký để suy gẫm sách Lê Vi ký bình thường thì rất ít khi chúng ta làm việc này phải không Mỗi lần ta nghe đến Lê Vi ký ta sợ thì chạy mất <laughs> nhưng mà cảm ơn chúa trong cái hành trình này mình không chạy à, được À, bất cứ một sách nào cứ từ từ mà đi à, trong ơn của Chúa từng hồi từng lúc mình sẽ thấy nguyên cái bức tranh à, trọn vẹn à, ở trong lời của Chúa dành cho mình à, nguyên cái bức tranh về Chúa về công việc của Chúa về chương trình cứu chuộc của Chúa à, những sự ứng nghiệm và chiều chưa ứng nghiệm nó hoàn toàn nó bắt đầu từ từ nó hiện ra ở trong tâm trí của mình mình đang đi từ những cái đã xảy ra rồi để mình thấy được những gì đã xảy ra liên quan đến hiện tại, liên quan đến đời sống thuộc linh của mình hàng ngày. Liên quan đến đức tin của chúng ta trong đấng Christ. À, đó là một cái đặc ân mà chúng ta có được trong cuộc sống hàng ngày và đối diện với những thực tế của cuộc sống, chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta những bài học, những sự điệp và ý muốn của Chúa cho mình để áp dụng trong một ngày chúng ta sống tại đất này hôm nay một lần nữa chúng ta cũng phải còn sống ở tại đất này thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai Chúa đến, tối nay chưa đến, chúng ta thỏa lòng đồng đi với Chúa. Nếu Chúa chưa 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 đến thì chúng ta tiếp tục ở trong cái hành trình này đồng dìu nhau về quê hương tốt hơn bằng lời của Chúa và thánh linh của Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đồng công và hướng dẫn chúng con trong thời giờ đặc biệt này nếu không bởi sự hướng dẫn của chúa không bởi sự thăm viếng của ngài thì có lẽ chúng con sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì mà chúa muốn chúng con chúa để lại cho chúng con ở tại đây vì vậy chúng con có thể có lời chúa để chúng con đọc nhưng chúng con không thể thiếu thanh linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng con. Vì vậy, xin Chúa làm vai trò đó, thực hiện vai trò đó trên đời sống của chúng con một cách rất là rõ ràng, đặc biệt trong thời giờ quý báo này. Tạ ơn Cha rất là nhiều và thành kính cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Rồi, xin loan báo cho quý vị một à, tin tức tốt lành. Đó là đoạn 25 này là một đoạn rất ngắn nó chỉ có năm mươi mấy câu thôi, <laughs> tôi lướt qua một cái tôi thấy tới năm mươi lăm câu lận. cho nên à, quý vị à, cùng nhau chịu khó để mình cùng à, hoàn tất lời Chúa ở đây. Chúng ta bắt đầu. Trên núi Sinai, Đức Giê-hô-va phán với môi xe hãy truyền bảo dân Israel khi các con vào xứ ta sắp ban cho thì phải để đất nghỉ một năm sa bát cho Đức Giê-hô-va tức là một năm sa bát có nghĩa rằng bảy năm thì tới cái năm thứ bảy đó là cái năm sa bát trong sáu năm các con gieo gà gieo cấy ruộng đồng cắt tỉa vườn nho và thu hoa lợi những năm thứ bảy là năm sa bát để cho đất nghỉ, tức là năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va, tức là cái năm Sa-bát đó là dân dành cho dành cho Chúa, cũng giống như ngày Sa-bát là dành cho Chúa vậy. Nhưng năm thứ bảy là năm Sa-bát để đất đai nghỉ, tức là năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va, các con không được gieo cấy đồng ruộng hay cắt tỉa vườn nho mình, không được gặt những gì tự mọc lên sau mùa gặt và cũng đừng hái nho từ vườn nho không tỉa không cắt tỉa đó là năm cho đất nghỉ ngơi sản vật của đất sinh ra trong năm sa Bác sẽ dùng thức ăn cho các con cho các tôi trai tớ gái của các con cho người làm thuê cho khách trọ những người ở giữa các con và cho gia súc cùng thú vật ở trong xứ các con tất cả thổ sản đều dùng làm thức ăn tức là cái năm Sa Bát không làm gì cả tự động đất tự động uh, Chúa cho đất sinh sản những cái uh, cần thiết uh, cho dân sự của Chúa và cho mọi thành phần ở trong dân sự của Chúa Đó là năm Sa Bát À, cái điểm là đôi khi tôi đọc trên này thì đôi khi mới à, bật lên một cái ý tưởng là à, tôi nghĩ chắc tới cái năm thứ sáu đó dân sự của chúa cũng lo ha, tại vì à, cái năm cái năm Sa-ba cái năm thứ sáu đó đó là phải thu hoạch thu hoạch như thế nào thu hoạch cho À, nguyên một cái năm sa bát không có trồng nè thì thu hoạch không những chỉ cho năm thứ sáu đó mà còn có để nuôi được năm thứ bảy và và đến năm thứ tám nữa bởi vì bởi vì năm thứ tám là mới bắt đầu gieo trở lại thôi thì ít nhất là khoảng hai năm trường không có thu hoạch cái năm năm cho đất nghỉ là đã thì có thể ăn uống những cái gì của của tự động mà chú cho mọc lên ở đây một phần rồi rồi à, nếu đến năm bắt đầu qua đến năm thứ 8 trở lại đó thì phải à, bắt đầu cái làm đất đai và bắt đầu gieo gạt trở lại thì có nghĩa rằng là từ năm thứ sáu cho đến năm thứ tám thì có nghĩa là ít nhất là hai năm không có thu hoạch à, nếu có thu hoạch thì một ít nào đó ở trong cái năm sa bác này à, vì, chú cho tự động nó mọc lên đó thì à, có thể năm thứ sáu cũng hơi lo phải không cho nên nếu mà trong trường hợp hơi lo như vậy thì à, không biết là chúng ta sẽ như thế nào? rõ ràng ở đây Đức Chúa trời dạy cho dân sự của Chúa một bài học tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. À, Chúa cho cái năm xa thứ sáu đó là một cái năm thu gặt như thế nào đó, mà nó đủ cho tới cái năm thứ tám. Tại vì năm thứ tám mới gặt lại, cho nên phải nói đây là một cái thách thức cho đời sống của chúng ta nhất là cái lòng tin cậy về sự tiếp trợ của Chúa cho đời sống của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình. Chúng ta tin cậy Chúa như thế nào để rồi chúng ta có thể vững vàng trong một thời gian như vậy và vẫn tin cậy Chúa? Đó là một cái thách thức cho tôi, cho quý vị à, để mình có thể à, đối diện với những cái hoàn cảnh nào đó mà mình vẫn tin vào sự tiếp trợ, sự chu cấp của Chúa cho mình. Và Đức Chúa Trời đã làm việc đó cho dân sự. Và chính chắc Chúa sẽ làm điều đó cho từng cuộc đời của chúng ta. Hãy tin, tin cậy Chúa, tin vào công việc quyền năng của Chúa, tin vào cái cách Chúa làm việc. Còn nếu chúng ta không tin vào cái cách của Chúa, không tin vào kế hoạch, không tin vào chương trình, không tin vào thời điểm của Chúa, thì đó là một một lần nữa tôi lặp lại là một sự mất mát rất lớn cho đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống ở đất này mà không kinh nghiệm Chúa dẫn dắt và tiếp trợ mình hàng ngày và cánh tay quyền năng của Chúa trên đời sống của mình hàng ngày đó. Thì phải nói à, đó là một sự hụt hẳn cho mình. Hãy là một sự hột hẳn cho chính mình. À, bởi vì thế giới này mang lại cho chúng ta quá nhiều cái phức tạp. Mà trong những cái phức tạp đó mà mình không kinh nghiệm, mình không sống bởi quyền năng của Chúa, không sống bởi cái sự sống động hàng sống của Chúa trong cái sinh hoạt của mình đó, thì mình bị đời này vùi dập mình kinh hoàng lắm. Hãy nói đời này vùi dập mình ghê tởm lắm, chứ không phải đơn giản đâu thưa quý vị. Vì, vì vậy mình nhờ ơn chúa để nhìn chăm xem chúa kinh nghiệm cái sự tiếp trợ và cánh tay của chúa thật là năng động ở trong cuộc đời của mình và đó là điều ước ao trong chúng ta và điều đó nó đến khi nào khi chúng ta thật sự tin cậy chúng ta thật sự trông đợi chúa khi chúng ta thật sự ngửa trong chúa như người đầy tớ ngửa trong bà chủ mình vậy người đầy tớ ngựa trong bà chủ mình khi bà chủ đi đâu về đi chợ về hay gì đó Ngửa trong mình ngửa trong chúa như vậy để mình thấy được giàu cho mình có đi qua một cái khoảng thời gian nào đó dẫu con nó có hụt hẳn đi nữa thì chúng ta vẫn tin rằng đức chúa trời là đấng làm cái việc để siêu vào hay đổ đông đầy vào những cái mà chúng ta cho là hụt hẳn trong sự văn lời của vâng lời Chúa. Bởi vì nếu dân sự của Chúa vâng lời Chúa thì điều đó sẽ xảy xảy ra. Cái sự tiếp trợ của Chúa từ năm thứ sáu đến năm thứ tám trong đời đó đầy đủ. Chúa tiếp trợ đầy đủ nếu vâng lời và tin cậy Chúa. Và chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta vâng lời và tin cậy Chúa hay là tin cậy và vâng lời Chúa. Quý vị nhớ có một bài hát là tin cậy vâng lời không? Nào nhờ cái gì ở trong đời này? Nào nhờ cách gì trong đời? muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi hằng duy tin cậy văn lời đơn giản vậy đó hằng duy tin cậy văn lời có nghĩa là cứ liên tục tin cậy văn lời ngay cái chỗ dư dật cũng tin cậy văn lời ngay cái chỗ đầy đủ cũng tin cậy văn lời ngay cái chỗ hụt hẫng thiếu thốn cũng tin cậy văn lời thì nếu mình muốn hưởng phước thiên thượng nhớ nha hưởng phước thiên thượng chứ không phải hưởng phước của đời này có những người cho rằng cái phước của đời này là à, ngày sống bình yên đi làm về rồi đi hưởng thụ rồi vô những cái nhà hàng ăn uống rồi hát hò vài bài rồi à, uống vài chai rồi đi về nghỉ ngơi à, cuộc sống sao nó bình lặng thỏa lòng quá vui quá nhưng mà cái đó không phải phước thiên thượng phước thiên thượng nó khác cái phước thiên thượng đặc biệt lắm cái thước phiên phước thiên thượng là mình có thể đắc thắng hơn một cái cám dỗ nào đó của đời này cái phước thiên thượng là mình có thể tránh xa được một cái thói quen nào đó mà mình đã bị gắn bó với đời này và mình cái cái đam mê của mình nó không thuộc về thế gian vật chất này nhưng cái niềm vui của mình là được phục vụ chúa niềm vui của mình là được giúp đỡ anh em niềm vui của mình là cho kẻ thù của mình một ly nước niềm vui của mình cho những kẻ bắt bớ của mình một lời cầu nguyện niềm vui của mình là mang lại cho người cùng cực một sự nâng đỡ giúp đỡ nào đó đó là niềm vui của mình đó là những cái phước hạnh thiên thượng chúa ban cho mình chứ không phải những cái phước hạnh là tối đi làm về được đi ra nhà hàng ăn uống một điều gì đó uống một vài chai ai hát một vài bài hoặc là đôi khi à, có những người thì à, khiêu vũ gì đó hoặc là hoặc là đi đi sinh hoạt chỗ này chỗ kia đi chơi hay là đi xem bộ phim tất cả những điều đó nó không hẳn là phước nhưng mà nếu muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi đó thì thưa quý vị có những việc rất nhiều việc chúng ta cần phải thực hiện ở trong đời sống của mình có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tha thứ cho kẻ thù của mình không có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là mình có thể hạ mình được không? Có bao giờ chúng ta có thể suy nghĩ rằng chúng ta có thể làm được việc này cho cái người mà thù ghét mình lên án chỉ trích mình không? Hay là có bao giờ mình có thể thực hiện một việc tốt lành gì đó cho những người đau đau xa lạ ngoài đường? Đó? Có cái giờ mình nghĩ đến chuyện đó không? Có bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đắc thắng được cái việc nói xạo của mình không? Có bao giờ mình nghĩ được mình đắc thắng được cái sự giận dữ của mình không? Cái sự tức tối, cái sự bực bội của mình không? Có bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đắc thắng cái việc nhiều chuyện của mình không? Có giờ mình nghĩ rằng là mình 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 thắng hơn cái chuyện tào lao của mình nói chuyện huyễn và toàn là nói cái chuyện tào lao ở đâu đâu trên trời dưới đất cái chẳng ăn nhầm gì đời sống tâm linh của mình mà tạo thêm chuyện mình phạm tội và nó 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 ô uế thêm trong tư tưởng và hành cái 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 suy nghĩ của mình không? Thưa quý vị, đó khi mình đắc thắng được những điều đó, nó là những phước hạnh thiêng liêng nó là những phước hạnh thiên thượng có bao giờ mình nghĩ rằng mình ngồi mình đọc hết cả một quyển kinh thánh à, từ đầu đến cuối không có bao giờ mình nghĩ rằng mình đọc hết cả một đòi, một một, một uh, sách kinh thánh từ đầu đến cuối không có bao giờ mình thấy được cái đam mê đó ở trong cuộc đời của mình không đó những phước hạnh thiên liêng đó thưa quý vị có bao giờ mình có nghĩ rằng mình giúp đỡ một người nào đó bước ra khỏi những cái cảnh khốn cùng của họ không Họ đang bối rối nang đề khó khăn Mình có thể đứng vào một chỗ nào đó Để giúp đỡ, để bước ra khỏi chỗ đó Có bây giờ mình nghĩ điều đó không? Hay là mình cái cuốn cuồng vô Sự hơn thua tranh đấu Thậm chí anh chị em trong hội thánh Cũng tìm cách để hơn thua tranh đấu với nhau Lên án người này chỉ trích người kia than phiền người nọ Quá nhiều thứ ở trong cuộc đời của mình Tạo nên cay đắng giận hờn Bực bội rồi Rồi nói xấu người này rủa xả người kia để ảnh hưởng đến bao nhiêu thứ chung quanh mình. mình suy nghĩ lại mình suy nghĩ lại có bao giờ mình thấy rằng mình đang sống một nếp sống tin cậy vâng lời Chúa dẫu thuận cảnh cũng như nghịch cảnh không có bao giờ mình nghĩ đến điều đó hay là mình đang bị cuốn vô trong những cái cái nó làm thỏa mãn cái 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 con người của mình, mình xem lại điều đó trong cuộc đời của mình cho nên khi đọc đến cái chỗ cái năm xe bát này để cho đất nghỉ ngơi tôi nghĩ ồ oh, cái năm là một năm nghỉ ngơi thì còn một năm nữa một năm sau nữa thì năm sau đó mới bắt đầu gặt gieo thôi thì cuối năm nó mới gặt được tới cuối mùa nó mới gặt được có nghĩa là mình có khoảng thời gian khá dài nhưng mà đức chúa trời vẫn cung cấp đầy đủ trong những trong những điều đó với điều kiện phải vâng lời tin cậy và vâng lời Chúa, tin vào việc Chúa dạy như vậy và vâng lời về về cách mà Chúa dạy chúng ta, tin vào Đức Chúa Trời nói Chúa sẽ làm là Chúa sẽ làm. Đó là những điều chúng ta cần có cái cái bắt đầu câu số 8. Các con cũng hãy tính 7 tuần năm. À 7 tuần năm nghĩa là 7 lần 7 năm. À tức là 7 lần 7 năm là 49 năm đó thời gian của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm đó. Vào ngày mùng 10 tháng 7 tức là ngày à ngày lễ chuộc tội đó. Ngày lễ chuộc tội là ngày trọng đại của dân sự của Chúa. Năm nào cũng tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 đó. Các con phải thổi tù là thổi tù là thổi kèn đó, tức là kêu gọi nhắc dân sự của Chúa, nhớ lại giao ước của Chúa và Đức Chúa Trời nhớ lại giao ước của ngài đối với dân sự và thổi kè rền vang khắp xứ. khắp xứ đều phải nhớ lại cái giao ước giữa họ với chúa. rồi các con phải làm theo, các con phải làm cho năm thứ 50 à, nên thánh và công bố tự do cho mọi dân trong khắp xứ. Tức là cái năm thứ 50 năm đó là cái năm được gọi là năm Hân hỷ, cái năm đó là được là cái năm thánh làm nên cái năm thánh cho Đức Chúa Trời và công bố cho tự do cho mọi thành phần à, trong xứ năm đó là được tự do hết à, đó là năm Hân hỷ cho các con mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình và mỗi người trở về lại với gia tộc mình có nghĩa là gì? có nghĩa rằng từ à, từ cái năm 49 trở lại tới năm thứ nhất đó thì à, nếu đất đai của mình bị bán đi hoặc là mình không đủ à, không đủ tiền bạc để có thể à, à, làm chuyện này chuyện kia cho nên bán đất đai đó mình lấy tiền để mình giải quyết chuyện nọ chuyện kia. Nhưng rồi cuối cùng lại có những người thì cũng không được tiền bạc cũng cũng hết rồi mọi thứ cũng hết thì có những người phải đi là bán mình để làm nô lệ cho người người khác. Thì làm gì đó làm tới cái năm thứ 50 này thì người mua đất hay là người được đi được bán làm nô lệ gì đó thì cũng phải được trở về được trả tự do, đất sẽ phải trả về lại cho nguyên chủ của nó mọi sự nó trở về lại cho cái nguyên chủ của nó và nếu ai làm nô lệ cũng được trả tự do để trở về lại gia tộc của mình. Đó là cái năm được biệt riêng ra thánh và cái năm này nó được bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng 7 của cái năm ngay cái ngày lễ chuộc tội đó, ngay cái ngày lễ chuộc tội của năm thứ 50. Cứ mỗi 50 năm vậy đó. Cứ 49 năm tới cái năm 50 là ngày đúng ngày lễ chuộc tội thì cái năm đó là cái năm thánh dành cho Đức xe hô và mọi người đều được tự do. Năm thứ 50 là năm hân hỷ cho các con. Các con không nên gieo, cũng không gặt vật gì từ đất sinh, sinh sản. Từ đất tự sinh sản, hoặc trái từ vườn nho không cắt tỉa. Vì đây là năm hân hỷ và thánh cho các con. Các con chỉ ăn sản vật từ đồng ruộng. Các ăn các con chỉ ăn sản vật từ đồng ruộng. Năm hân hỷ, trong năm hân hỷ mỗi người trong các con sẽ nhận lại à, lại phần sản nghiệp của mình. Nếu các con bán hay mua vật gì từ người lân cận mình thì đừng lường gạt nhau. Các con phải căn cứ trên số năm à, từ sau năm hân hỷ mà mua từ người lân cận mình còn những người ấy sẽ căn cứ trên năm có hoa lợi mà bán cho các con nếu các con nếu còn nhiều năm thì các con bù thêm giá nếu còn ít năm thì các con được giảm giá vì theo số năm có hoa lợi mà người bán cho con mà người ấy bán cho con không được lường gạt nhau nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là nếu tôi bán đất cho kia vị vào năm thứ à, thứ à, 40 đi thì từ năm 40 cho tới năm 50 đó thì 10 năm nếu mà tôi bán đất cho cái vị từ năm thứ nhất đi thì từ năm thứ nhất cho đến thứ 50 là 49 năm thì cái khoảng từ năm 4 từ năm thứ nhất cho đến năm thứ à, 49 đó thì cái khoản tùy theo cái số đó ở đây nói gì nếu còn nhiều năm thì các con bù thêm giá còn nếu còn ít năm thì các con giảm giá vì số năm có hoa lợi mà người ấy bán cho các con hoặc nhưng không được lường gạt nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời phải tính đâu ra đó chứ không phải à, bị người ta ở trong cái thế kẹt rồi muốn ép người ta theo cách nào tùy theo ý của mình và điều này xảy ra trong đời của Nehemi khi ông trở về lại thành Jerusalem để ông xây lại bức tường thành những nhà quý tộc à, những chức quyền ở quan trưởng ở đó họ mua đất của người nghèo và họ ba cho vay lấy lợi lấy lãi À, họ mua đất của người nghèo rồi họ 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 bắt những anh em của mình làm nô lệ nhưng mà Chúa thì không không cho phép điều đó xảy ra mà đến năm thứ năm mươi phải trả lại hết cho họ nhưng mà dân sự của Chúa lại không áp dụng cái điều này câu số 18 rồi mình sẽ nói tiếp các con à, phải làm theo lệnh của ta gìn giữ và thực hành luật pháp ta để các con được sống an lành trong xứ à, Nếu gìn giữ và thực hành thì mới sự sống an lành còn nếu ngược lại thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả nó như thế nào Tại sao dân sự của chúa phải bị lưu đày đến 70 năm làm cũng bởi vì cái chỗ này không vâng lời, không để, không vâng những cái lời theo cái lời dạy chỗ này của Chúa. Không để cho đất nghĩ. Cứ làm, không để cho đất nghĩ rồi. Không thực hiện những cái cái giao ước mà, cái luật mà, luật pháp mà Chúa dạy hay mệnh lệnh Chúa dạy ở đây. Để rồi phải đi lưu đầy 70 năm là vậy đó. Rồi bên cạnh đó rồi phạm tội, chối bỏ Chúa đủ thứ ấy. Rồi câu 19, đất sẽ sinh à, sanh sản hoa lợi cho các con. Các con sẽ ăn no nê và được sống an lành trong sự. Có thể các con sẽ thắc mắc nếu chúng ta không gieo, không thu hoạch thì chúng ta lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy? À đây nè, thấy chưa? À, quý vị thấy đó. À, rồi rồi năm thứ sáu À, năm thứ sáu, Chúa nói là năm thứ sáu ta sẽ ban phước cho các con đến nỗi hoa lợi sẽ đủ cho ba năm. À, quý vị thấy không? Năm thứ sáu nè, năm thứ bảy nè, năm thứ tám. Ba năm, mà nãy mình tính có hai năm thôi. Nhưng mà ở đây cho mình thấy tới ba năm lận. Là... Rõ ràng. Cho nên, nên, cảm ơn Chúa là trong năm thứ sáu đó thu hoạch và cái thu hoạch đó không những đủ cho năm thứ sáu Mà đủ luôn cho năm thứ bảy Và đủ luôn cho năm thứ 8 Tức là bắt đầu năm thứ nhất trở lại đó yeah. Cho nên đến ngày à, năm thứ 8 nè Câu 22 Năm thứ 8 các con sẽ gieo Và ăn hoa lợi mùa màng à, Mùa màng cũ Và tiếp tục à, ăn cho đến mùa màng mới Của năm thứ 9 Dễ sợ không? Cho nên mình cảm ơn Chúa cái sự tiếp trợ của Chúa, năm thứ 8 là mới gieo thôi. Mà cái cái mùa gặt từ năm thứ 6 ăn ăn nè, rồi năm thứ 7 ăn nè, năm thứ 8 ăn nè, tới năm thứ 9 mới mới có mùa gặt mới để ăn. À, cho nên cảm ơn Chúa về sự tiếp trợ và sự nuôi uh, cung ứng đầy đủ của Chúa. Vấn đề là gì? Vấn đề các con phải làm theo mạng lệnh ta và gìn giữ và thực hiện luật pháp ta nếu chúng ta không làm việc đó mình sẽ không được cái an lành này và điều này cũng giống như chúng ta ngày hôm nay thôi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tiếp trợ của chúa sự nuôi dưỡng của chúa giàu là một năm hai năm ba năm cái gì đó thời điểm nào đó ở trong kế hoạch chương trình của đức chúa trời miễn mà chúng ta vâng lời làm theo mạng lệnh chúa và giữ theo luật pháp của chúa thì chúng ta sẽ sống an lành trong xứ của mình nhưng việc đó là việc chọn lựa của chúng ta tiếc thay có rất nhiều con dân của chúa ngày xưa cũng như ngày hôm nay chúng ta cũng vậy chúng ta có làm theo mạng lệnh của chúa để sự sống an lành không chúng ta có vâng lời chúa để được sống an lành không chúng ta có gìn giữ luật pháp của chúa để được sống an lành hay không tại sao chúng ta rất rối hoài nhưng nếu nói trong gia cơ là nếu chúa thử thách trăm bề chúa cho thoạt đến thì đó là phước hạnh nhưng có phải là thử thách trăm bề đó đến là chúa cho phép không hay là chính mình tạo nó ra nếu chính mình tạo nó ra thì phải coi lại và sửa lại trước khi chúng ta bị rơi vào cái cảnh quá trẻ cho đời sống của mình và mình không có sống trong những ngày an lành ở tại đất này câu 23 đất không được bán đức vì đất đai thuộc về ta ừ, đất không được bán đức đi có nghĩa là hoàn toàn bán đi vì đất đai thuộc về Chúa còn các con ở với ta chỉ như ngoại kiều và người tạm cư điều này cho chúng ta thấy là gì? Tất cả chúng ta cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta không có một cái gì gọi là chắc chắn đời đời ở tại đất này cả. Không có cái gì gọi là đời đời cho chúng ta, cho chúng ta tại đất này ngoại trừ những gì chúng ta làm hàng ngày để xây dựng đời sống tâm linh của chúng ta trong lời của Chúa. Bởi vì đây là lời còn lại đến đời đời và đây cái duy nhất còn lại đến đời đời mà chúng ta đang tiếp cận hàng ngày đây. À đây là cái mà chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta lên trên đó chứ không phải chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta ở tại cái cõi tạm này để rồi chúng ta dính chặt ở tại đây, Thưa không? Tại sao Chúa cho à, cái năm hân hỷ à để làm gì? Để cho con dân Chúa biết rằng là nhân sự của Chúa biết rằng là giàu cho mình có sở hữu cái gì đang mình sở hữu đó nó cũng không thuộc về mình sau 50 năm năm mươi năm sau nó sẽ không thuộc về mình nữa và nó sẽ được trả về lại nguyên chủ của nó hoặc là những gì mình đang sở hữu mà mình còn đây thì nó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi chứ nó không phải là à, cái gì mà mình sở hữu nó đến đời đời cho nên mình chỉ là ngoại kiều và những người tạm cư ở tại đất này giống như cái lễ mà chúng ta lễ liều tạm nó dân sự của chúa ở trong liều không có không có à, gọi là cái chỗ gì mà rõ ràng chắc chắn bởi vì chúa muốn dùng điều đó để nhắc dân sự của chúa mình tạm bỡ bữa nay chỗ này ngày mai chỗ kia chứ không có gọi là xây dựng hay là đóng trụ đời đời ở tại đất này tất cả đều là tạm cư mà thôi. Trong xứ, à, trong khắp xứ các con sẽ nhận lấy à, làm sản nghiệp. Hãy cho người ta quyền chuộc đất đai. Vô trong xứ đó, các con sẽ nhận làm sản nghiệp rồi, nhưng mà hãy cho người này người kia có cái quyền chuộc đất đai của họ lại. Bởi vì mình chỉ là tạm cư ở trên đất này. Nếu anh em à nếu anh em con rơi vào cảnh túng thiếu và phải bán một phần à, sản nghiệp thì người bà con gần nhất có quyền chuộc lại à phải đến chuộc lại phần đất mà anh em mình đã bán à nít thứ tôi thí dụ giống như là à, mình có ba anh em mà trong đó có một người anh của mình thì tự nhiên vô tình rơi vào cái chỗ túng thiếu thì anh phải bán đi một phần đất đó. Thì cái phần đất đó mặc dầu đợi tới năm 50 năm thì nó cũng trả về lại. Nhưng trong thời gian này thì ở đây nói là gì, hãy cho người ta có quyền chuộc đất đai. Có nghĩa là vô trong đó rồi mình có mua đất được của ai thì không phải rằng cứ giữ 50 năm sau mới mới cho trả lại thứ không ở trong cái lúc mà mua đất đó thì thí dụ như ba anh em mà người anh bán đất thì người em kế tiếp có cái quyền chuộc lại đất đó thì khi đến chuộc lại thì người chủ mua đó sẽ cho cái người này người kế thừa này đang phải người kế thừa người có quyền chuộc này lại chuộc lại để trả lại đất cho cái người mà bán đó để họ bắt đầu họ đứng trên chân của mình trở lại. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa đưa những cái cái này ra để giải quyết tất cả những cái gọi là bế tắc ở giữa dân sự của Chúa. Ở đây không khó không có cái tình trạng là người sẵn giàu thì thiệt là giàu, người nghèo thiệt là nghèo cái đó nhưng mà làm thế nào để cho mọi thành phần dân sự của Chúa đều nâng đỡ nhau giúp nhau và cùng dìu nhau ở trong cái hành trình đặc biệt này bởi vì tất cả đều là những người tạm bỡ sống tạm bỡ trên đất này và được giải cứu ra khỏi sự nô lệ vì vậy mình có khi vào trong đất hứa trong đó rồi thì hãy làm như vậy để để nâng đỡ nhau nhưng tiếc thay thì mình sẽ thấy lịch sử của dân sự Chúa về sau đó. Mình thấy rất là rõ họ không làm theo lời Chúa dạy cho nên rất nhiều điều phức tạp nó xảy ra trong dân sự của Chúa. Câu 26 Nếu người nào không có bà con chuột cho mình nhưng tự mình có thể xây, xoay sở để chuột lại được, thì người ấy phải tính số năm từ khi bán mà trả số trội cho người mua rồi nhận lại phần sản nghiệp của mình. Có nghĩa, có nghĩa rằng tôi, tôi bán vào năm 40, nhưng mà tới năm thứ 50 tôi mới được đặt đó lại. Thì tôi phải tính con số trội từ đúng năm 50 thì từ từ năm 40 cho đến năm 50 là 10 năm thì trả bù cái số tiền đó để lấy lại đó lấy lại phần sản nghiệp của mình nếu nguyên chủ không có điều kiện để trả lại tiền cho người kia thì đất đai à, thì thì đất bán sẽ thuộc về chủ mua cho đến năm Hân hỷ thì à, nếu không có không đủ tiền để chuộc lại thì rồi tới năm hân hỷ tức là năm thứ 50 đó thì đất đó ông trả lại cho nguyên chủ. Trong năm hân hỷ đất đó sẽ rời khỏi tay người mua và trở về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà trong thành có tường bao bọc thì người đó có quyền chuộc lại trong vòng một năm sau khi bán. À, cái nhà mà có cái thành bọc lại bao bạch nó có nghĩa rằng là ở cái nhà đó ở trong thành nói đến cái chỗ ở nơi thành thị đó chứ không phải là một cái khung đất rộng open cả ruộng vườn đồ này kia không có cái nhà ở trong thành nó chỉ là cái nhà ở trong thành thôi à, cái chỗ ở thôi thì cái chỗ đó khi bán thì mình được quyền có một năm để chuộc lại còn sau một năm đó để kéo dài thôi quyền vì quyền chuộc lại được kéo dài một năm còn nếu trong vòng một năm mà người bán không chuộc lại được thì nhà ở trong thành có tường bao bọc sẽ vĩnh viễn thuộc về người mua và con cháu của họ, không được chuột lại nữa. Nhưng mà còn nếu ở đất ở ngoài thành á, thì năm 50 năm trả lại cho họ, hoặc là họ có thể chuột lại lúc nào cũng được. Nhà đó sẽ không bị trả lại trong năm hân hỷ à quý vị thấy đó. Trái lại, nhà cửa ở trong các làng mạc không có tường bao bọc thì được kể như là đồng ruộng đó rõ ràng. Người bán có quyền chuột lại nhà đó sẽ được trả lại cho nguyên chủ và năm hân hỷ. Tuy nhiên, các về các thành và các nhà ở trong các thành thuộc sở hữu của người Lê vi thì họ có quyền chuột lại bất cứ lúc nào người Lê vi thì được cái đặc ân ở đây. Có nghĩa rằng là cái nhà của người Lê vi mà có ở trong thành đó thì họ được chuột bất cứ lúc nào khi họ bán Nó không cần phải à, cái việc à, áp dụng cái luật chuột lại một năm Không cần vậy đó Người Lê Vi có thể chuột lại bất cứ lúc nào Nếu người Lê Vi không chuột lại nhà ở trong thành thuộc quyền sở hữu của họ Mà họ bán cho đến năm hân hỷ Thì nhà đó sẽ về nguyên chủ vì nhà cửa trong thành của người Lê Vi là sản nghiệp của họ ở giữa dân Israel. Đặc biệt cái người Lê Vi đó thì thì cái nhà bán đó nó không thuộc vĩnh viễn của cái người mua sau khi nếu không chuộc lại. Nhưng đối với người Lê Vi thì năm thứ à, năm thứ 50 tức là năm hân hỷ đó thì tất cả nhà của người Lê Vi được trả lại cho họ nếu họ bán trong suốt một thời gian trong vòng 49 năm rồi à, đến tiếp tục nếu người à, nếu người anh em à, của các con lâm vào cảnh nghèo khó không thể tự nuôi nuôi sống mình thì các con phải giúp đỡ người ấy vì thấy đó các con phải giúp đỡ người ấy à, tối hôm qua mà tối hôm thứ tư tối hôm thứ ba mình học với nhau là để có thể yêu thương nhau thì à, giúp đỡ người khác giúp đỡ nhau tức là hành động yêu thương à, thực tế nhất dù là ngoại kiều hay là tạm trú để người ấy vẫn có thể sống chung với các con trong không được lấy lãi hay trục lợi người ấy nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để anh em của các con có thể sống bên các con À, bản chất của mình thấy những người nào khổ khổ là mình lo mình tránh đi những người nào mà phải mình mất công mình phải lo lắng và giúp đỡ support này kia tốn kém này kia là mình lo mình tránh đi nhưng mà đối với chúa thì Chúa dạy rằng là làm thế nào đó phải kính sợ Đức Chúa Trời để giúp đỡ họ thay vì à, bỏ họ khước từ họ thì làm cách nào đó ở trong ơn của chúa hãy kính sợ Đức Chúa Trời để anh em của mình có thể sống bên cạnh của chúng ta đó là điều à, chúng ta cần làm ngày hôm nay thì không biết làm sao chúng ta có thể áp dụng được không hay là chúng ta thấy những thành phần như vậy mình sợ anh chạy trước, anh chạy mất tiêu, à, anh tránh mình né à, cho nên à, mình xem lại cái vai trò của mình rồi có 37 không à, được cho người ấy vay tiền để lấy lãi à, cũng đừng bán lương thực cho người ấy để kiếm lời Ta là Jehovah Đức Chúa trời của các con, đấng đem các con ra khỏi Ai cập để ban cho các con đất Canaan và làm Đức Chúa trời của các con. À, rõ ràng à, Chúa muốn dùng điều này để nhắc dân sự của Chúa rằng là các con nên nhớ các con ra từ Ai cập không có gì hết trơn á. Nên ngày hôm nay các con có điều gì đó nó là sự cung cấp của Đức Chúa trời cho các con. Vì vậy hãy giúp đỡ anh em của mình để anh em mình có thể sống chung với mình. Ở trong à, cái đất mà chúa ban cho mình câu 39 nếu người anh em ở gần các con lâm vào cảnh nghèo khó và phải bán mình cho các con để thì các con đừng bắt người ấy làm như một nô lệ ừ. nếu vào trong vòng anh em mà lâm vào cảnh khốn cùng mà bằng lòng phải phải bán mình cho anh em để làm nô, làm việc cho anh em đó thì đừng bắt họ làm việc như một nô lệ người ấy sẽ ở với các con như người làm thuê à, một khách trọ và giúp việc trong nhà con cho đến năm hân hỷ à, tức là à, cho đến năm hân hỷ thì người đó được trả tự do đó sau khi người ấy được tự do cùng con cái trở về với gia đình và nhận lại sản nghiệp từ tổ phụ mình vì họ là đầy tớ của ta à quý vị nhớ họ là đầy tớ của ta chứ không phải đầy tớ của các người họ là đầy tớ của ta đã được ta đem ra khỏi ai cập nên không được bán họ làm nô lệ bán họ như nô lệ bởi vì cho nên ông ông ông, ông à, à, nehemi ông rất bực những qua những nhà quý tộc và những à, viên chức ở trong Jerusalem lúc bây giờ buôn bán mua anh em giữa với nhau rồi đối đãi họ như là nô lệ vậy đó cho nên ông Nehemi ông bực cái chỗ đó và ông ông nói rất là mạnh ở chỗ đó đối với những người có quan những người quan chức ở trong chính quyền lúc bây giờ khi ông trở về lại ông xây sửa lại bức tường Jerusalem các con không được cai trị họ cách hà khắc nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời một lần nữa. Sự kính sợ Đức Chúa Trời được nhắc lại ở tại đây. Nếu không kính sợ Đức Chúa Trời mình dễ đối đãi với anh em của mình như nô lệ lắm. À, mình mình thấy người Việt Nam của mình thấy cái điều đó rất là rõ phải không? cho à, nên tôi thấy đôi khi có những người khá giả một chút rồi à, những người bà con ở trong à, ở trong gia đình thì có con cái thì muốn cho nó thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ thì cho nó vô nó phụ nhưng mà ở vô họ ở họ sống họ làm việc đối xử như là một nô lệ như con ở hay là người ở vậy đó cho nên làm cho cái cái người đó đã nghèo rồi đã khó khăn rồi, mà còn ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì tự tự ti này cho đến tự khi ti khác. Nó buồn, nó nhập nhằn, nó buồn. Đã khổ rồi, còn khổ nữa. Cho nên đối với Chúa, Chúa không muốn điều đó xảy ra. Và Chúa muốn chúng ta làm thế nào đó để nâng đỡ những người trong cảnh khốn cùng đó. Để họ bước ra khỏi cái giai đoạn khốn cùng đó. Chứ không phải rằng là mình đem họ vô, vô để làm lợi ra cho mình và khiến họ khốn khổ hơn không phải vậy cái luật Chúa đưa ra ở đây là giúp đỡ thành phần đó để họ có một cái hướng để họ đứng lại trên chân của mình Và khi mình làm được như vậy mình vui lắm phải không nha yeah có 44. Còn các con muốn có tôi trai tớ gái thì có thể mua chúng từ các dân tộc chung quanh mình. Các con cũng có thể mua một nô lệ từ những người tha hương đang kiều ngụ giữa các con và từ những gia đình có con cái sinh ra trong xứ sở của các con. Chúng sẽ là sản nghiệp của các con. Các con có thể giữ chúng làm cơ nghiệp cho con cháu mình và để chúng làm nô lệ suốt đời. Nhưng đối với anh em mình, các con là con dân Israel thì không ai được cai trị hà khắc trên họ, đối với họ. Đối với dân sự của Chúa là vậy. Anh em với nhau không được đối xử như vậy nếu một người ngoại kiều hoặc một người tạm cư ở giữa các con trở nên giàu có còn anh em các con ở bên cạnh lại lâm vào cảnh nghèo khó và nghèo đói và phải bán mình làm bán mình cho ngoại kiều hay là dân à, tạm cư đó hoặc là một thành viên ở trong nhà của ngoại kiều ấy thì sau khi bán mình người anh em đó vẫn có thể chuộc lại một trong các anh em của người ấy hoặc chú chú bác hay là con của chú bác hoặc là người thân thích cũng có thể chuộc người ấy lại hoặc nếu người ấy à, giàu lên và có thể tự chuộc mình thì người ấy sẽ tính với chủ mua từ năm người ấy bán cho đến năm hân hỷ à, và giá tiền chuột tùy theo vào số năm vào số năm đó và được tính theo số lượng công nhật của người làm thuê nếu còn nhiều năm thì căn cứ trên số năm đó mà khấu trừ vào giá trị vào giá của đã bán chuột và và giá đã bán à, chuột lại còn nếu năm à, còn ít năm trước khi năm hân hỷ thì hãy căn cứ vào số năm đó mà trả tiền chuộc lại vì được xem như là người làm công từ năm này sang năm khác à, nên người chủ không được cư xử hà khắc với người ấy nếu người ấy không được chuộc bằng những phương cách trên thì người ấy và các con của mình cũng sẽ được trả tự do vào năm hân hỷ vì người vì con dân Israel là đầy tớ của ta những người ta đã đem ra khỏi Ai Cập ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa trời của các con tóm lại chúng ta là ai là miễn là anh em với nhau chúng ta nên nhớ rằng là ta được chuộc bởi bởi Đức Chúa trời ra khỏi Ai Cập cho nên không được ai hà hiếp ai không được ai à, chèn ép ai, không được ai làm cho người khác khốn khổ hơn. Cảm ơn Chúa. À, đó là đoạn số 55. Đoạn, à, đoạn 25. À, có 55 câu à, giúp chúng ta à, biết sống, à, tin cậy vâng lời Chúa ở trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và đặc biệt rằng là giúp đỡ anh em mình trong những hoàn cảnh À, nào đó à, nếu chúng ta không hòa không làm cái công việc giúp đỡ này thì chúng ta sẽ đối diện với những cái chuyện à, hậu quả của cái việc không giúp đỡ nhưng nếu chúng ta cũng những không giúp đỡ mà còn bóc lột nhau thì đó là điều mà sẽ rất là khốn nạn cho chúng ta cầu nguyện để chúng ta bằng lòng giúp nhau khích lệ nhau để anh em của mình có thể đứng trên chân của mình để đi tới trong cuộc sống không phải cuộc sống của họ quá khổ bây giờ mình làm cho họ khổ thêm phải vậy nhưng mà nếu Chúa cho mình có khả năng hãy làm tất cả những gì có thể làm được để giúp đỡ anh chị em mình ở trong cái hoàn cảnh khốn khó của họ à đây là lời của Chúa cho nên chúng ta đọc lại rồi mình cầu nguyện với nhau ở trên núi Sinai đức giê-hô-va phán với môi xe hãy truyền bảo dân Israel rằng khi các con vào xứ ta sắp ban cho thì hãy để đất nghỉ một năm sa-bát cho đức giê-hô-va. trong năm thứ sáu các con sẽ gieo gặt đồng ruộng, tỉa à, cắt tỉa vườn nho và thu hoa lợi. nhưng đến năm thứ bảy là năm sa-bát để cho đất nghỉ, tức là năm sa-bát cho đức giê-hô-va các con không được gieo trồng À, gieo cấy đồng ruộng hay cắt tỉa vườn nho không được gặt những gì tự mọc lên sau mùa gặt không được gặt những gì tự mọc lên sau mùa gặt cũng đừng hái nho từ trong vườn không cắt tỉa đó là năm cho đất nghỉ ngơi sản vật mà đất sinh ra trong năm sa bát cũng sẽ dùng làm thức ăn cho các con cho tôi tớ tôi trai tớ gái của các con cho người làm thuê khách trọ ở giữa các con và cho súc vật cùng thú vật ở trong xứ các con tất cả thổ sản đều được dùng làm thức ăn các con cũng hãy tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 tuần 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm vào ngày mùng 10 tháng 7 tức là ngày lễ chuộc tội. Các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ, các con phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong xứ, đó là năm hân hỷ cho các con, mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình và mỗi người trở về lại với gia tộc mình. Năm thứ 50 là năm hân hỷ cho các con, các con không được gieo cũng không được gặt vật gì từ đất tự sinh ra hoặc là trái từ vườn nho không được cắt tỉa vì đây là năm hân hỷ và thánh cho các con và các con chỉ ăn sản vật từ đồng ruộng. Trong năm hân hỷ, mỗi người trong các con hãy lấy lại phần sản nghiệp của mình. Nếu các con đã bán hay mua từ vật gì, từ người lân cận thì đừng lường gạt nhau. Có nghĩa là mình mua rồi hoặc là từng cái nghĩ rằng trong thời gian đó rồi mình mình không trả lại đừng gạt nhau như vậy câu 15 các con phải căn cứ vào số năm từ năm hân hỷ mà mua từ người lân cận mình còn người ấy sẽ căn cứ vào năm hoa lợi mà bán cho các con nếu còn nhiều năm thì các con bù thêm giá nếu còn ít năm thì các con giảm giá vì theo số năm có hoa lợi mà người ấy bán cho các con không được lường gạt nhau nhưng phải kính sợ đức chúa trời vì ta là jehovah đức chúa trời của các con các con phải làm theo mệnh lệnh ta gìn giữ và thực hành luật pháp ta để các con được sống bình an trong xứ. Đất sẽ sinh hoa, sinh hoa lợi cho các con. Các con sẽ ăn no nê và được sống an lành trong xứ. Có thể các con sẽ thắc mắc nếu chúng tôi không gieo, không thu hoa, thu hoa lợi thì chúng tôi làm lấy gì mà ăn trong những năm thứ bảy. Năm thứ sáu ta sẽ ban phước cho các con đến nỗi hoa lợi đủ cho ba năm. Năm thứ tám các con sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ và tiếp tục ăn cho đến mùa màng mới của năm thứ chín. Đất không được bán đức vì đất đai thuộc về ta, còn các con ở với ta chỉ như ngoại kiều và người tạm cư. Trong khắp xứ, các con sẽ nhận làm sản nghiệp hãy cho người ta quyền à, chuộc lại đất đai nếu anh em các con rơi vào cảnh túng thiếu mà phải bán phần sản nghiệp thì người bà con gần nhất có quyền chuộc lại phải đến chuộc lại phần đất mà anh em mình đã bán nếu người nào không có bà con chuộc cho mình nhưng tự mình có thể xoay sở để chuộc lại được thì người ấy phải tính con số năm từ khi bán và trả số trội cho người mua rồi nhận lại sản nghiệp mình. Nếu người nguyên chủ không có điều kiện để trả lại tiền cho người kia thì đất bán sẽ thuộc về chủ cho đến năm hân hỷ. Trong năm hân hỷ đất ấy sẽ trở à sẽ ra khỏi tay người mua và trở về với nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà trong thành có tường bao bọc thì người ấy có quyền chuộc lại trong vòng một năm sau khi bán vì quyền chuộc lại được kéo dài một năm. Còn nếu trong vòng một năm mà người bán không chuộc lại thì ở nhà thì nhà ở trong thành có tường bao bọc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về người chủ mua và con cháu của họ. Nhà đó sẽ không bị trả lại trong năm hân hỷ Trái lại, nhà cửa ở trong các làng mạc không có tường bao bọc thì được kể là đồng ruộng. Người bán có quyền chuộc lại. Nhà đó sẽ được trả lại cho nguyên chủ vào năm hân hỷ. Tuy nhiên, về các nhà, về các thành và nhà cửa trong các thành thuộc sở hữu của người Lê Vi thì họ có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào. Nếu người Lê Vi không chuộc lại nhà trong thành thuộc quyền sở hữu của họ mà họ đã bán thì đến năm Sa Bác nhà đó sẽ về nguyên chủ. Vì nhà cửa trong thành của người Lê Vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel những người, những đồng ruộng thuộc về thành, những đồng ruộng thuộc về thành của người Lê Vi không được phép bán vì đó là sản nghiệp của họ đời đời. Nếu người anh em của các con lâm vào cảnh nghèo khó không thể tự nuôi sống mình thì các con phải giúp đỡ người ấy giàu người ngoại kiều giàu là ngoại kiều hay người tạm trú để người ấy vẫn có thể sống chung với các con không được lấy lãi hay trục lợi người ấy nhưng phải kính sợ đức chúa trời để anh em của các con có thể sống bên các con không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi cũng đừng bán lương thực cho người ấy để kiếm lời ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập để ban cho các con đất Canaan và làm Đức Chúa Trời của các con nếu anh em ở gần các con lâm vào cảnh nghèo khó và phải bán mình cho các con thì đừng bắt những người ấy làm việc như một nô lệ người ấy sẽ ở với các con như người làm thuê một khách trọ và sẽ giúp việc ở trong nhà các con cho đến năm hân hỷ. Khi đó, người ấy được tự do cũng cùng con cái trở về với gia đình và nhận lại sợ sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì họ là những đầy tớ của ta đã đã được ta đem ra khỏi Ai Cập nên không được ai bán họ như bán nô lệ. Các con không được cai trị họ một cách hà khắc, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Còn các con muốn có tôi trai, tớ gái, thì có thể mua chúng từ các dân tộc chung quanh mình. Các con cũng có thể mua nô lệ từ những người tha hương đang kiều ngự ở giữa các con và từ những gia đình có con cái sinh ra trên xứ sở của các con chúng sẽ là sản nghiệp của các con các con có thể giữ chúng làm cơ nghiệp cho con cháu mình và để chúng làm nô lệ suốt đời nhưng với anh em mình là con dân israel thì không một ai được cai trị hà khắc với họ nếu một ngoại kiều hay là một người tạm cư ở giữa các con trở nên giàu có, còn anh em các con ở bên cạnh họ lại lâm vào cảnh nghèo, nghèo đói và phải bán mình cho ngoại kiều hay cho người tạm cư đó hoặc là cho một thành viên nào đó trong nhà của ngoại kiều ấy thì sau khi bán mình, người anh em đó vẫn có thể được chuộc lại một trong các anh em của người ấy hoặc chú, bác hay là con của chú bác hoặc là một người thân thích cũng có thể chuộc lại người người ấy. Hoặc nếu người ấy giàu lên và có thể tự chuộc mình, người ấy sẽ tính với chủ mua từ năm người ấy bán mình cho đến năm hân hỷ và giá tiền chuộc sẽ tùy vào số năm. À, tùy vào số năm đó và được tính theo lương công nhật của người làm thuê tức là họ lúc đó một người làm thèn đồng thì mình một đồng một ngày thì bây giờ mình tính ra bao nhiêu năm thì mình trừ ra nếu à, còn nhiều năm thì các con căn cứ vào số năm đó mà khấu trừ vào giá bán để chuột lại nếu còn ít năm thì khi đến năm hân hỉ nếu còn ít năm trước khi đến năm hân hỷ thì hãy căn cứ vào số năm đó mà trả tiền chuột. Vì được xem như là người làm công từ năm này sang năm khác nên người chủ không được cư xử hà khắc với người ấy. Nếu người ấy không được chuộc bằng những phương cách trên thì người ấy và các con trai mình cũng sẽ được trả tự do vào năm hân hỷ. Vì con dân Israel Israel là đầy tớ ta là những người mà ta đã đem ra khỏi Ai Cập ta là Jehovah Đức Chúa trời của các con cảm ơn Chúa chúng con vừa đọc xong đoạn 25 tuy khá dài có một vài điểm mà Chúa đã dạy chúng con nhất là về sự tin cậy và vâng lời và chúng con cảm nhận được sự tế trị của Chúa ở trên việc đọc lời của Chúa con cầu nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con và giúp cho để chúng con cứ tiếp tục sống ở trong cái sự tin cậy vâng lời này. Để hầu chúng con cứ liên tục ở an lành ở trong xứ mà Chúa đã ban cho chúng con ở tại đây. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng con cứ đi lại trong sự an lành đó trong từng cái sinh hoạt của cuộc sống mình. Con ngợi khen cảm tạ Chúa rất là nhiều. Con dân phó thì giờ này tất cả chúng con ở trong sự thăm viếng của Chúa. Nguyện lời Chúa tiếp tục được ghi tạc vào lòng của chúng con. Khi chúng con nghe lại, khi chúng con xem lại. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong đoạn 26.